tiền Việt Nam càng ngày càng mất giá nhỉ. Hồi trước mình cầm 10.000 đi vào quán viện tổng hóa như này mình mua nhiều thứ lắm, nào là bút, nào là tẩy, nào là bím bím xúc xích gì, kẹo Oreo gì, mọi thứ luôn, mua nhiều thứ lắm. Bây giờ quán nào cũng có camera rồi. Oh, my God.